Có vẻ bạn đang ngóng phần tiếp theo series tấm cám dài hơi này đúng không nào? Thế thì đừng rời mắt khỏi video này một phút giây nào nhá. Bởi vì đảm bảo sự kịch tính sẽ được đẩy lên tới tận nóc. Nào, hãy cùng Đào Kinh Dị đến ngay và luôn với tấm cám phiên bản độc ác nhất mà bạn từng nghe, phần 4 và cũng là phần cuối cùng. Từ bao đời nay thì tộc người phương Bắc luôn muốn đánh chiếm xứ phương Nam, nhưng dù cho nước mạnh binh nhiều, khi gặp một tiểu quốc tên là Văn Lang thì họ vẫn luôn thất bại, hoặc là có đánh chiếm được thì cũng không thu phục được. Các thầy Pháp nhà Hán đã tụ lại với nhau, phát hiện ra rằng trong chiến tranh xâm lược, muốn giữ được một nước, ngoài binh hùng tướng mạnh, còn còn một yếu tố cần kiểm soát, đó là phong thủy. Sở dĩ người Hán không thu phục được Đại Việt là vì người dân ở đây dùng khí lực hùng cường, lại được bảo hộ bởi năm thần vật, đại diện cho năm yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thần vật đầu tiên mà người Hán phát hiện ra mang yếu tố kim chính là chiếc gậy sắt của Thánh Gióng. Thực chất thì đây là chiếc gậy, bộ áo và con ngựa sắt được chế tác từ một mỏ quặng đen. Người dân lớn lên ở khu vực này, trí tuệ tinh anh, sức khỏe thì hơn người. Phát hiện ra điều đó, một tộc người phương Bắc thời đó là nhà Ân đã khởi binh, đánh chiếm để lấy mỏ quặng. Chúng cử đi một trong những tên thầy trấn yểm bậc nhất Trung Hoa, có khả năng chi phối sinh linh, tính khí dị thường, luôn tự nhận mình là bụt, coi thường luân thường đạo lý, xúc phạm các bậc thánh nhân. Nào ngờ quân Ân bị một người cưỡi ngựa sắt biết phun ra lửa, cầm bụi tre đánh cho tan tác. Tên thầy yểm bỏ mạng, vong của hắn bay lơ lửng rồi mò theo long mạch, tìm được đến một ngôi đền. Nơi đây dường như ẩn chứa năng lượng của thần vật thứ hai. Hắn thì đã không bao giờ quên được cảm giác sợ hãi khi đối mặt với một vị thánh. Và giờ đây, trước mặt cám, hắn nhận ra cảm giác ấy đang xuất hiện một lần nữa. Quay trở lại với cám, khi tấm rút thanh gươm ra, chỉ thấy một nửa lưỡi gươm, phần còn lại khi chạm chiếc yếm tới đầu đã bị nung chảy tới đó. Rồi tấm gào lên, bàn tay chuyển sang màu tím, nhắm thẳng vào tim cám. Tức thì, chiếc yếm thần phát sáng. Lần này toàn bộ các văn tự trong yếm xếp lại một vòng tròn, rồi xoay tít, đẩy tấm ra tận đằng sau. Trên bầu trời, xuyên qua những đám mây xám, chẳng biết từ đâu thì có một cột sáng rọi thẳng từ trên trời xuống. Không gian xung quanh cám sáng dần lên. Những sợi dây trói bung ra, hứng lại ánh sáng từ bầu trời. Từ trên người cám, một vầng hào quang bắt đầu tỏa ra nhẹ nhẹ. Quân lính khi thấy động, lập tức rút khí giới ra đề phòng. Cám chậm chậm nhìn xung quanh, đôi mắt thì mơ màng. Rồi nàng chậm rãi đứng dậy. Trên người cô phát ra ánh sáng tỏa ra êm dịu, như mang theo hơi ấm của vạn vật trong không gian. Giữa ánh sáng ấy, sát khí tan đi, quân lính quên đi việc chém giết. Chỉ nghĩ đến điều lành mà thôi, nghĩ đến một cuộc sống an bình đang chờ đợi mình. Chẳng ai bảo ai, tất cả lập tức buông khí giới. Mặt đất thì leng keng những kiếm, gươm. Dưới ánh sáng ấy, vạn vật như được hồi phục sinh khí. Rồi tất thảy quân lính, nô tỳ, tất cả đều quỳ xuống cùng một lúc. Cám đứng ở giữa, tỏa ra vầng hào quang ấm áp như là đang thanh tẩy mọi sinh linh. Từ hào quang ấy xuất hiện những đốm sáng nhỏ, bay nhẹ như đom đóm, đậu vào những vết thương của những người lính, vào vết chém trên người mẹ cám và vào cả con gà trên sân. Mỗi đốm sáng thì đều chứa năng lượng của sự sống. Mẹ cám cất tiếng thở trở lại. Thị chưa chết, thị ngất đi do mất máu quá nhiều. Vào cái khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, xuất hiện một tiếng gầm lớn. Chẳng biết từ bao giờ, tấm lúc này đã thay đổi nhân dạng, buồng tóc xõa rũ rượi, quanh người xuất hiện một vầng quang màu tím đặc. Tấm ngồi xuống, lầm bầm bùa chú. Lòng bàn tay phải đặt xuống mặt đất, từng tràng tiếng tàu bật ra khỏi miệng. Từ năm đầu ngón tay xuất hiện năm vết nứt lớn. Có một sinh vật cực lớn đang chuyển động dưới chân. Quân lính thì không để ý, bị rơi xuống vết nứt ấy. Một bóng đen trườn dài qua cắn lấy từng người. Tiếng kêu gào thì có ở khắp nơi. Máu từ dưới bắn phọt lên, mùi tanh ngòm phảng phất trong không khí. Xuất! Lời tấm vừa dứt, từ dưới đất trồi lên một sinh vật có kích thước khổng lồ. Đó là một con rết đen xì. Mỗi đốt của nó thì to bằng cả cỗ xe ngựa. Nó uốn lượn thân mình, bò tới đâu, ăn thịt người tới đấy. Xác người khắp mọi nơi, máu chảy thành dòng. Con rết đối diện với cám, nhờn nhơ, hai cái râu ngoe nguẩy. Trên miệng nó là hàng trăm cái răng nhoe nhét máu. Cám thì bước về phía con rết. Con rết khổng lồ trước mặt rùng mình, người nó rung rung, rồi phát ra một làn khói độc màu xanh lục. Khói bay tới đâu, cỏ cây bị ăn mòn tới đấy. Những người lính xấu số mà không chạy kịp bị ăn mòn cả xương cả thịt. Con rết hít một hơi, cái miệng nó thổi làn khói phía cám, khói độc mịt mù, ngày càng dày đặc. Ánh hào quang quanh người cám nhạt dần, biến mất trong làn khói ấy. Tấm thì đứng từ xa quan sát, vẫn liên tục niệm chú điều khiển rết tinh. Làn khói bủa vây xung quanh,
chẳng thấy cám đâu nữa. Không gian thì bỗng trở nên im ắng ngột ngạt, chỉ nghe thấy tiếng con rết tinh phun ra những hơi phập phù. Toàn thể cỏ cây sinh linh lặng im như đang nén mình chờ đợi. Rồi giữa làn khói ấy vang lên một tiếng gầm lớn. Cư dân hàng dặm quanh khu vực ấy đều giật mình, có kẻ đang ăn cơm còn rơi cả bát. Một cơn cuồng phong xuất hiện từ bên trong, quấn lấy mọi loại quái độc vào trong tầm rồi bay thẳng lên tận trời xanh. Tấm nhìn lên, cám đứng dưới tầm cơn lốc. Trên trời, một con rồng biển phát ánh sáng vàng bay theo vòng xoắn ốc với tốc độ kinh hồn. Cám lúc này tỏa ra ánh hào quang, đôi mắt sáng vàng, nhìn con rết, nói thứ tiếng ngôn ngữ cổ xưa. Người có nhớ ta hay không? Con rết cục người lại, nó nhớ lại chuyện ngày trước. Cùng với đại bàng và chăn tinh, ăn chất dinh dưỡng từ vỏ của 100 trứng còn sót lại, bị người con gái bắt gặp. Đáng lẽ những sinh vật đó đã bỏ mạng, nhưng vì lòng nhân từ, người con gái đã thả chúng đi. Đến giờ thì ác linh trong người Tấm mới nhận ra hắn đang đối mặt với ai. Muốn biết nguồn gốc của Tấm Yếm, phải quay về lịch sử hàng vạn năm về trước. Thần vật thứ hai trong ngũ đại thần vật mang thuộc tính hỏa này đã xuất hiện, Tấm Vải Đỏ của Âu Cơ. Từ thuở khai thiên lập địa, Âu Cơ và Long Quân đã kết duyên, sinh ra một bọc trăm trứng. Sau khi đưa 50 người con lên núi, nhận tới nơi rừng sâu đầy hiểm nguy, mẹ Âu Cơ lấy ánh mặt trời dệt cùng ánh lửa thành một tấm vải đỏ. Thuở đó thì loài người còn sống theo thị tộc mẫu hệ. Người tộc trưởng nữ đảm nhiệm trọng trách khoác lên tấm vải này, đưa bộ lạc đi khai hoang. Dưới ánh sáng của tấm vải, cỏ cây sinh trưởng tốt, dã thú không dám đến gần. Tấm vải đỏ thì được truyền từ đời này sang đời khác. Đến thời Hùng Vương, theo truyền thống, người công chúa sẽ đem theo tấm vải này. Và khi nghề may được sinh ra, tấm vải lại được may thành chiếc yếm. Sau này chiến tranh loạn lạc, để tránh thần vật rơi vào tay kẻ địch, nhà vua đã phải sai người đem chiếc yếm đỏ cho vào hòm đá, chôn dưới tận đất sâu. Người dân thấy xung quanh nơi chiếc yếm được chôn, cây cối sinh trưởng, vạn vật tốt tươi, bèn lập nên một ngôi đền. Và cũng tại ngôi đền ấy đã diễn ra một trận chiến giữa vong hồn của ác linh và hai người đạo sĩ. Bây giờ thì tại một vùng quê hẻo lánh, có một trận chiến nữa cũng đang diễn ra. Ác linh trong người Tấm không phục, tiếp tục niệm chú. Còn rết tinh quằn quại, sau đó buộc phải nghe lệnh. Nó nhè những chiếc răng nhọn hoắt, tiến thẳng từ phía cám. Những cái chân của nó cắm mạnh xuống mặt đất, xuyên qua cả đá tảng. Những mảnh vụn nhỏ bay đi khắp mọi nơi. Tức thì từ trên trời, hỏa long lao xuống, toàn thân hóa thành một ngọn lửa đỏ rực. Răng của hỏa long cắm vào thân của rết tinh, nhấc bổng nó lên trời cao. Tuy vậy, lớp vỏ tu ngàn năm của rết tinh cũng không phải là tầm thường. Lửa thường thì không thể thiêu chết được nó. Nó dãy dụa trên không trung, nhưng lửa của hỏa long không phải là lửa thường. Toàn thân hỏa long đổi màu, từ ánh sáng màu vàng giờ biến thành màu cam đậm đặc, như là dung nham trong tâm trái đất, như lửa thiêng sát với mặt trời. Toàn bộ không khí xung quanh hỏa long bốc khói. Hỏa long cắn chặt răng, lớp vỏ của rết tinh bị nung chảy, rồi bị xuyên qua. Phập, những tia lửa bắn ra, rết tinh thì đã bị cắt làm đôi, hai mảnh xác rơi xuống mặt đất. Hỏa long thổi những luồng lửa lớn, xác rết tinh bị thiêu trụi trên không. Tấm đã sử dụng hết bùa phép, chẳng còn gì để dùng nữa, liền quay đầu mà chạy. Cám nhìn Tấm, lập tức hỏa long đổi trạng thái, từ màu cam biến thành một luồng sáng trắng như ánh mắt trời, lập tức bay đến, cắn vào con người đang chạy kia, xuyên qua người Tấm. Tấm ngã ở phía trước, con hỏa long thì bay vút lên trời. Trên răng hỏa long có một luồng khí màu đen hình người đang dãy giụa, nhìn gần sẽ thấy đó chính là khuôn mặt của tên thầy Yểm năm nào. Hỏa long nhìn về phía cám, cám gật đầu. Lúc này, con hỏa long mới cắm chặt những chiếc răng vào luồng khí, sau đó phun ra một tia lửa lớn, sáng cả một vùng trời. Luồng khí đen lại bị thiêu rụi rồi biến mất trong không gian. Lúc này, bầu trời đã xanh trở lại. Hỏa long biến thành ánh sáng rồi tan vào ánh mặt trời. Mắt cám cũng không còn phát sáng nữa, mà trở về bình thường. Những họa tiết trên áo cũng nhạt dần đi rồi biến mất. Mẹ cám thì đã sống lại, trận chiến cũng đã kết thúc. Không biết bao lâu trôi qua, Tấm tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trên giường. Cám ngồi bên cạnh nhìn chị, thấy mẹ cám đem thuốc vào, Tấm òa lên mà khóc. Mẹ cám ôm Tấm vào lòng, lúc này thị đã cảm nhận được hơi ấm trong người Tấm. Lần đầu tiên trong 16 năm qua, trên khuôn mặt của Tấm ánh lên nét hồng hào, không còn nhợt nhạt hay là vô hồn nữa. Người mẹ xoa đầu Tấm rồi nói với con. Đã đến lúc ta phải đi rồi. Tấm ngạc nhiên. Trước trận chiến, có người đã báo về kinh việc con bị ám hại. Nhà vua đã cho người dán cáo thị ở khắp mọi nơi. Ta và cám này đã phạm trọng tội. Có lẽ từ nay ta không thể ở bên con nữa. Tấm cầm tay mẹ mình, nói rằng mình có thể khuyên can nhà vua. Ta thì không muốn ý
ta thì không muốn làm khổ con. Hơn nữa trên người Cám hiện đang mang một vật quý giá. Cám đã nhận ý chỉ của Tần Linh. Ta phải đưa Cám đem thần vật về nơi cất giữ. Con hãy về bẩm với nhà vua, mẹ con ta đã chết trong trận chiến. Như vậy sẽ tốt cho cả đôi bên. Con giờ không bị ác linh chiếm giữ nữa, cũng không là một cô tấm bé bỏng ngày nào. Là một vương phi, hãy khuyên can nhà vua làm điều thiện, trở thành một vị vua anh minh mà tốt cho dân. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy nhớ rằng ta rất là yêu thương con. Từ lúc con sinh ra đến giờ, ta vẫn mong được con gọi một tiếng là mẹ. Tấm đang mở miệng định nói thì bên ngoài tiếng ngựa xe rầm rập. Sau khi nghe tin, nhà vua ngay lập tức đã rời cung, đem theo hàng trăm tinh binh đến tận đây chỉ để đảm bảo Tấm được an toàn. Đã đến lúc ta phải đi rồi. Mẹ Cám đứng dậy, Cám cũng đứng dậy theo. Giữa hai người xuất hiện một làn khói ngập cả căn phòng. Cám nhìn Tấm mỉm cười, sau đó biến mất trong làn khói. Khi quân lính xông vào, chỉ thấy Tấm trơ trọi một mình, tay đưa trước mặt. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Con còn chưa kịp gọi mẹ cơ mà. Một tháng sau, từ ngày Tấm về cung, hôm nào nàng cũng ủ rũ, thẫn thờ nhìn ra khoảng sân vắng. Trong cung thì nhiều hoa cây cỏ lạ, mà sao vẫn lạnh lẽo vô tình. Nhà vua thì tìm đủ mọi cách để làm cho Tấm cười. Vua cho rằng Tấm vẫn bị tổn thương từ đợt bị dì ghẻ ám toán. Cho bao nhiêu người đem của ngon vật lạ, đủ thứ dị thường. Khi thì là con vàng anh, khi thì cũng cười cho Tấm giải khuây, nhưng tất cả đều vô hiệu. Một hôm, vua gọi Tấm đến mặt hồ hởi và nói rằng: ta biết là nàng vẫn buồn, nhưng hôm nay cuối cùng ta đã nghĩ ra món quà quý giá nhất để tặng nàng. Tấm nhìn nhà vua, vẻ mặt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi theo ta. Vua dẫn Tấm đến một căn nhà lớn, bên trong hàng chục người đang chấm mực đen rồi ngồi viết. Những chồng giấy cao được đóng thành từng quyển. Vua quay sang bảo với Tấm: từ hồi ta đưa nàng về, khắp nơi lũ tiện dân dị nghị, nói những điều không hay. Một vương phi như nàng cơ sao phải chịu những lời đơm đặt như thế. Rồi nhà vua lấy một quyển đưa cho Tấm. Vậy là ta đã sai viết nên một câu chuyện cho riêng nàng. Hồi mới vào cung, nàng kể với ta về mụ dì ghẻ, về con cá bống nàng nuôi. Ta cũng đã dùng những chi tiết đấy viết lại thành một câu chuyện. Từ nay sẽ cho người giả trang đi tra hỏi. Kẻ nào kể khác lập tức bắt đem vào ngục, đánh cho đến bao giờ hắn nói đúng những gì ta viết thì thôi. Tấm quay sang nhà vua: bệ hạ không thể làm như thế. Nhà vua xua tay rồi quay đi. Nàng không muốn thì ta vẫn cứ làm. Việc này ta đã quyết rồi. Thể diện của nàng cũng là thể diện của ta. Vương phi một nước mà chúng không coi theo gì thì còn coi nhà vua ta ra thể thống gì nữa. Nói xong, vua phủi áo đi mất, để lại Tấm trong căn phòng với những câu chuyện còn đang viết dở. Tay cầm quyển sách trước mặt lên, trên đó thì có ghi cổ tích Tấm Cám. Không lâu sau, chiếu chỉ được ban ra, mọi người dân đều phải thuộc lòng câu chuyện này. Một câu chuyện kể một lần, người dân coi đó là đâm đặt. Kể 10 lần thì kẻ bán tín bán nghi. Kể đến 100 lần thì người ta tin đó là sự thật. Vậy là từ đó trên thiên hạ, ba kể cho cháu, mẹ kể cho con, từ đời này sang đời khác, trên các nẻo đường làng quê, người dân vẫn nghe tiếng của những đứa trẻ hát đồng dao. Ngày xưa, có một cô Tấm, hiền dịu nết na, sống cùng mẹ ghẻ, độc ác xấu xa. Bị hại bao lần, Tấm đều trở lại. Tấm là chim hót, Tấm là cây xoan. Tấm trong khung cửi, Tấm thực rất ngoan. Tấm trong quả thị, Tấm là cô Tấm, Tấm là cô tiên. Cũng có một số dị bản xuất hiện của những bà mẹ kể cho những đứa con hư như sau: đứa trẻ nào hư sẽ bị Tấm bắt đi cướp chồng người, Tấm sẽ quét mắt, đừng nhắc đến Tấm vào lúc nửa đêm. Tấm buông tóc xõa, xuất hiện bên thềm, đôi mắt trắng dã, Tấm đứng mỉm cười. Chị nuôi cá bống, em muốn cùng chơi, bống bống bang bang, bống bống bang bang. Rồi nhân gian kể nhau những câu chuyện được viết nên như thế. Có kẻ truyền tay nhau, có kẻ thì ghi chép lại. Kẻ thì bảo cô Tấm hiền dịu nên là, có kẻ lại bảo rằng Tấm thật độc ác đáng sợ. Cuối cùng việc Tấm có sống hạnh phúc cùng nhà vua đến hết đời hay không cũng chẳng ai hay biết. Và đó chính là cách mà câu chuyện cổ tích Tấm Cám được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Nói chung thì đây là một series cũng rất là hay. Và Taka đã kể hết cả 4 phần của câu chuyện này rồi. Nó còn một vài phần ngoại truyện nữa mà mình nghĩ là cũng không kém một tí nào nữa. Và có thời gian thì Taka sẽ kể ngoại truyện của Tấm Cám nhá. Còn về video này và cũng như series này thì đến đây là kết thúc mất rồi. Đừng quên để lại bình luận của bạn cho mọi người cùng biết nhá. Thêm vào đấy nữa, nếu thấy hay hãy like và share clip này với bạn bè và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.